Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đang theo dõi kênh YouTube Real Roblox. Hôm nay tiếp bước theo phần 1 thì về cái ngôi nhà biệt thự bảo tồn tại số 15 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3. Trong cái phần video cũ thì Vũ cũng có lồng ghép một đoạn trích nhỏ tâm sự của một người đồng nghiệp về những comment, những bình luận trái chiều khi đưa ra thông tin chào bán ngôi biệt thự này ra thị trường. Thì âu đó cũng là những điều dễ hiểu vì những phản ứng của dư luận của người xem thì nếu như họ chưa hiểu thực sự về giá trị của ngôi nhà và họ phải có một những cái góc nhìn khách quan hơn khi đứng ở một cái khía cạnh khác hay là một cảm thụ khác để có thể nhìn ra được cái vẻ đẹp và cái giá trị thực sự của ngôi biệt thự bảo tồn này là gì. Ngoài ra, ở vai trò của người đưa tin thì chúng ta cũng phải lựa chọn những thông tin tinh gọn và xúc tích nhất để người xem có thể cảm thụ được một cách dễ dàng. Và sau đây, Vũ xin mời quý anh chị một lần nữa tham quan lại ngôi biệt thự bảo tồn này và chúng ta sẽ có những khám phá về kiến trúc, về nội thất và những ví dụ thực tiễn khi ứng dụng trong việc khai thác và biến đổi nơi đây trở thành một nơi ở hoặc là một nơi kinh doanh phù hợp. Thì phía trước mắt quý anh chị, đây là một ngôi biệt thự bảo tồn tọa lạc tại số 15, đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, đang được gia chủ cho thuê để làm quán cà phê Sơn Vương, nằm trong khuôn viên của ngôi biệt thự này. Và hơn thế nữa thì đây là một sự kết hợp giữa một cái showroom giày nổi tiếng tên là Fugashin và một cái quán cà phê ngoài trời, tạo nên một cái dáng vẻ e ấp ẩn mình cũng như là hình bóng của ngôi biệt thự này tọa lạc giữa quận 3. Đây là một nơi kiến tạo nên một quần thể của những ngôi biệt thự cổ với kiến trúc độc đáo từ thời Pháp thuộc những năm giai đoạn 1950 trước năm 1954. Kiến trúc Sài Gòn giai đoạn ấy thì được quy hoạch chỉnh chu theo gu thẩm mỹ rất chặt chẽ và mang theo những nét đặc trưng rất riêng, và sự phối hợp giữa không gian thiên nhiên nhiệt đới và kiến trúc kiểu Pháp. Có mặt ở Việt Nam hơn cả trăm năm thì người Pháp họ rất là thông tường về thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường và họ cũng thông hiểu về nắng, gió, mưa, nên khi xây dựng họ có thể đưa ra những cái lối kiến trúc khá tối ưu dành cho một cái xứ sở nhiệt đới như Việt Nam, dù rằng vật liệu kiến thiết và xây dựng giai đoạn ấy cũng không có nhiều chủng loại để lựa chọn, quanh quẩn chỉ quanh như là gạch, đá và gỗ. Nhưng nét kiến trúc của giai đoạn trước năm 1954 thì chúng ta rất là dễ dàng nhận biết với những điểm chung như là sử dụng cửa gỗ này, nhiều cửa sổ lá sách, trần cao, có lỗ thông hơi và có hành lang bên ngoài tạo nên một không gian ngăn cách giữa cái tường chính của cái nhà và có cái phần mái che bên trên nó khá rộng và tạo ra một cái khoảng hành lang để có thể tránh nắng gió và tạo được sự thông thoáng và những cái luồng khí mát di chuyển vào bên trong ngôi nhà chính. Những cái ngôi nhà còn lại ở cái giai đoạn kiến trúc này, ví dụ như là cái tòa tổng giám mục ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu này, hay là nhà chú hỏa nay là được sử dụng là bảo tàng mỹ thuật ở trên đường Phó Đức Chính. Về các công trình công cộng khác có thể nhắc đến như là trường Lê Hồng Phong tên là Petruski cũ, hay là trường Lê Quý Đôn, trường Marie Curie, giai đoạn đó là trường trung học cơ sở Lycée Marie Curie. Thì đấy là những công trình điểm nhấn và mang tính biểu tượng khá sắc nét về kiến trúc giai đoạn trước năm 1954 đến giai đoạn năm 1954-1960. Trong thời kỳ này, các kiến trúc Pháp do người Pháp thiết kế và xây dựng xuất hiện ít dần đi, thay vào đó là các thế hệ kiến trúc sư người Việt được Pháp đào tạo chuyên ngành với các công trình theo trường phái của Pháp. Tuy không nhiều, nhưng cũng hình thành nên những kiến trúc sư bản địa làm nền tảng cho sự phát triển của kiến trúc sau này. Cũng như trong thời kỳ này, dân số Sài Gòn tăng nhanh do có một số bộ phận di cư từ miền Bắc vào. Các luật lệ trong xây dựng và quy hoạch đô thị bớt khắt khe hơn so với thời kỳ trước năm 1954. Do vậy, việc xây dựng và quy hoạch diễn ra không đồng bộ và nảy sinh những phức tạp, những tính mỹ quan của kiến trúc dần bị xem nhẹ hơn và ít chú trọng hơn. Theo đánh giá của Vũ thì ngôi biệt thự này có lẽ được xây dựng từ những năm 1954 đến năm 1960, nên hơi hướng có phần cách tân và bớt đi một số rườm rà kiểu cổ. Tuy nhiên vẫn giữ vững được nét kiến trúc
trong việc phân bổ khối nhà trước dành cho gia chủ, khối nhà sau dành cho gia nhân, khu vực cổng chính đi vào đại sảnh, khu vực cổng phụ để đi vào sân sau và hướng ra garage ô tô phía sau nhà. Hành lang di chuyển ở bên trong phân biệt rõ ràng giữa hướng đi của gia chủ và khách quý di chuyển vào bên trong và hướng đi của gia nhân đi theo lối phụ di chuyển của luồng dịch vụ của căn nhà. Có lẽ đó là nét độc đáo mà hiếm một tài sản nào hay một biệt thự nào trong giai đoạn hiện đại như bây giờ có thể so sánh được. Ngay cả những ngôi biệt thự hàng trăm tỷ của các chủ đầu tư phát triển giai đoạn sau này vẫn không thể so sánh vì một sự lọt thỏm ngột ngạt giữa một quần thể vây quýnh bởi hàng trăm căn như một thẳng tắp với một vẻ đẹp công nghiệp rập khuôn. Đây là một ngôi biệt thự đẹp khoác trên mình một chiếc áo của thời gian kèm theo một danh hiệu lớn, đó là ngôi biệt thự nằm trong danh sách biệt thự bảo tồn loại 2, được phép chỉnh sửa, tu bổ, khai thác nhưng vẫn không thay đổi về kết cấu xây dựng, đang được Ủy ban Nhân dân thành phố chú trọng bảo tồn. Dạo quanh một vòng từng ngóc ngách và vị trí đủ cho chúng ta thấy được bố cục và hình ảnh của căn biệt thự vẫn đang trong tình trạng sử dụng và khai thác tốt. Hiện gia chủ Thiện Chí sang nhượng lại cho một gia chủ mới với sự tâm huyết và gìn giữ như một tài sản để đời ở giữa một quận 3 địa linh, nơi trước đây và cả hiện tại được sử dụng bởi nhóm tầng lớp tinh hoa gốc gác tại Sài Gòn xưa và nay. Để nắm bắt thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Vũ theo số điện thoại 0988 196819 để cùng nhau tìm hiểu về bất động sản này và đặt lịch tham quan. Ngôi biệt thự này dành cho quý anh chị nhà đầu tư muốn sở hữu cho riêng mình một tài sản, là một ngôi biệt thự độc nhất vô nhị trên tuyến đường Võ Văn Tần với nhu cầu khai thác kinh doanh hoặc dùng để ở giữa những khối kiến trúc thuộc địa và cây xanh vùng nhiệt đới. Vũ xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong một video tiếp theo về các bất động sản tương tự.